Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm qua em có nhận được một kèo của một anh có con ma răng PM80 giống hệt của em luôn. Thì anh đã đặt cái bộ vỏ của con PM80 vào đây. Sau khi làm lên thành phẩm cho anh ấy một bộ vỏ PM80 với màu sắc là màu cánh gián. Thì đây, sau khi thành phẩm đưa lên sản phẩm bên em, nó là như này. Anh em nào cần đóng hộp cho con vỏ PM80 liên hệ đến bên em mà không cần thông số kỹ thuật nữa nhé. Rất đẹp. Sau khi lên xong thành phẩm, tạo ra đường nét vân viền. Cổ cắm đằng sau. Đây là em chưa lau kỹ âm ly nhé. Con âm ly này anh em chờ mai em sẽ báo anh em lên sóng thành phẩm nó là bao nhiêu tiền. Con này nó rơi vào khoảng chừng tầm em chưa xem sổ, nó rơi vào chừng tầm 3 triệu mấy gì đó. Con âm ly PM80 với công suất của nó đạt là đây, công suất đâu không thấy ghi nhỉ. Con này là con hàng xuất nên điện là 220V nhá, 220V. Đấy, đằng sau làm như vậy. Anh về nhà anh chỉ việc bắn cái vít xuống đây là được này. Màu gỗ cánh gián. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em nào có cần đóng độ vỏ âm ly liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định nhá. Phạm Thức Audio xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.